Rồi, hello, tụi tôi lại xuất hiện nữa đây. Sau bộ thầy thuốc chuyển sinh thì hôm nay tụi mình sẽ tóm tắt cho các bạn xem một bộ anime phải nói là hai đời số dách luôn đó. Tao nói của cái bộ này mà tôi cười tôi đi toilet luôn đó mấy cha. Tò mò rồi đúng không nào? Vậy thì giờ mình vô tập 1 của bộ phim này hen. Tập 1. Một hòn đảo nằm giữa vùng đất trung ương rộng lớn trôi nổi trên đại dương Inora kết hợp với những hòn đảo lục địa đông tây nam bắc tạo thành hình thập tự giá. Lục địa này được các vị thần bảo hộ và nó có tên là Estella. Ở Estella thì không một ai là không biết đến danh của ma vương Satan. Dưới trướng hắn ta còn có bốn tứ thiên vương đáng tin cậy là Aramalus, Lucifer, Anseal và Malakora. Bốn đại nguyên soái ác quỷ đã chia nhau ra tấn công bốn hòn đảo đông tây nam bắc với âm mưu thống trị loài người. Tuy nhiên một dũng sĩ đã xuất hiện với thánh kiếm trên tay lãnh đạo loài người đứng lên khởi nghĩa. Lần lượt Lucifer, Aramalus và Alakora bị đánh bại. Quân của dũng sĩ tiếp tục tiến sâu vào vùng đất trung ương để tiêu diệt ma vương. Ngay tại ma vương điện, cả Asher và Satan hoàn toàn bị lép vế hơn so với phe dũng sĩ. Biết rằng không thể chiến thắng, ma vương cùng với đại nguyên soái ác quỷ cuối cùng dùng cổng dịch chuyển đến thế giới khác và tuyên bố rằng sẽ sớm quay lại để thống trị Estella một lần nữa. Sau khi thông hành qua cổng dịch chuyển, Satan cùng với Asher chính thức lạc lối vào thế giới của con người. Chính vì vậy, hình dạng của họ cũng đã bị biến đổi theo. Vừa tiếp đất chưa được bao lâu thì hai thằng cha kỳ quái này đã bị cảnh sát Nhật Bản phát hiện. Asher vì muốn trừng trị lũ con người hạ đẳng trước mắt mình liền múa may quay cuồng hô mưa gọi bão. Cái kết là báo luôn ma vương phải bị bắt lên phường làm bản kiểm điểm ấy. Để tìm hiểu thông tin về thế giới mới lạ này, Satan đã dùng thuật thôi miên lên viên cảnh sát và bắt ông ta kể hết tất cả mọi thứ. Vì thế giới này ác quỷ chỉ là thứ tưởng tượng nên ma lực cũng không tồn tại. Bằng cách nào đó mà ma vương vẫn còn giữ lại được một chút ít ma lực nhưng rồi nó cũng sẽ bị tiêu tan. Còn về Asher, anh ta lại tiếp tục múa may quay cuồng để cố gắng sử dụng ma thuật. Kết quả là triệu hồi được nguyên chiếc taxi dịch vụ. Satan tin rằng cho dù ma quỷ ở thế giới này chỉ là ảo tưởng, nhưng chỉ cần có tồn tại khái niệm đó thì sẽ có cách tích tụ lại ma lực. Cho đến lúc đó thì ma vương và thuộc hạ chỉ còn cách là sống và tuân thủ luật lệ của loài người mà thôi. Bước đầu Satan cùng với Azrael đi đến ủy ban làm chứng minh thư, sau đó là đến ngân hàng mở tài khoản và cuối cùng là thuê một căn nhà để tạo nên một ma vương điện ở thế giới loài người. Không biết đây có phải là sự lụi tàn của kẻ thống trị không nữa. Thân là ma vương mà chỉ thuê được căn nhà rộng 6 chiếu tồi tàn thêm bà chủ nhà thì quái dị. Nhưng vì dòng đời đưa đẩy nên là Satan chỉ còn cách là nằm gai nếm mật mà thôi. Bởi ta nói đời nó lên voi xuống chó ấy mà. Trong xã hội loài người thì tiền bạc là thứ không thể thiếu. Ma vương thì đã hết ma lực để thao túng người khác. Chuyện đã đến nước này thì Satan chỉ còn duy nhất một phương pháp đó là đi làm giống người ta đi mày. Ma vương chọn cái tên con người của mình là Mal Shadow, còn Asriel thì là Asiyashiro. Và rồi cứ thế, hai đại ác ma của Estella dấn thân vào cuộc sống của con người bình thường như bao người khác tại Nhật Bản. Từ giờ mình sẽ gọi Satan là Mao nhé mọi người. Sau một khoảng thời gian sống tại trái đất thì ma vương đã dùng toàn bộ số tiền lương mà bản thân có để mua đồ gia dụng cần thiết và một con ngựa chiến Martin 107. Nhưng do dùng hết số tiền của tháng đầu tiên vào việc mua sắm mà lương thực dự trữ của hai đại ác ma chỉ còn vỏn vẹn vài củ dưa leo. Nếu không phải bị chết đói trong khoảng thời gian sắp tới thì Mo chỉ còn cách đi làm chăm chỉ mà thôi. Trên đường đi, Mo gặp một cô gái dễ thương bị dính mưa. Nghèo cho sạch, rách cho thơm, ma vương đã trao tặng luôn chiếc dù duy nhất mà mình có cho cô gái ấy. Gì tôi nghe có lộ không vậy cha, ác quỷ thống trị Interila đó đây hả, tốt bụng dưới tay. Nơi mà Mo làm việc là Angel Ronald hay gọi là Mark Ronald. Bước đầu cho kế hoạch phục hưng lại vị thế cũ của ma vương chính là đưa chi nhánh làm việc lên hạng 1. Ngoài ra còn lập kỷ lục mới trong việc bán khoai tây. Trong khi ma vương phải đi làm thêm thì Asia đã trở thành một người nội trợ vô cùng đảm đang. Song song cùng với đó anh ta sẽ đến thư viện để tìm những tài liệu quan trọng nhằm tìm cách khôi phục lại ma lực. Quay trở lại với Mao, vì sự nỗ lực không ngừng nghỉ, cuối cùng anh ta cũng đã được thăng chức lên thành nhân viên hạng A của McDonald. Đây có thể gọi là tia sáng hy vọng trong việc bành trướng thế lực tại trái đất. Cô chả ảo tưởng ghê không, thăng chức nhân viên quèn thôi mà cũng làm thấy ghê à. Trên đường về nhà sau buổi làm thêm, ma vương gặp lại cô gái hồi chiều. Ngạc nhiên hơn hết, cô ta biết rất rõ về Estella. Sau một lúc suy đoán thì Mao nhận ra cô gái trước mặt chính là dũng sĩ Amelia, người đã khiến anh ta ra nông nổi như bây giờ. Tập 2. Trước đó khi ma vương và đại nguyên soái dưới trướng dùng cổng dịch chuyển đến thế giới con người, dũng sĩ Amelia vì muốn tận diệt Satan nên đã đuổi theo bọn họ vào cánh cổng. Tương tự khi mà phe ác quỷ bị mất hết toàn bộ ma thuật thì cô nàng dũng sĩ cũng đã bị mất đi thánh thuật.
Tuy nhiên, để tận diệt được ma vương ở thế giới loài người, Emilia đã tìm mua một con dao gọt trái cây được bán với cái giá là 100 yên nhằm đe dọa Moore. Rất nhanh, cảnh sát đã nhận được thông tin này và bắt hai đứa khùng điên ba chợ này về đồn để lấy lời khai. Không biết có phải vì hai người họ có tướng phu thê hay không nữa mà ông chú cảnh sát đã cho rằng Moore cùng với Emilia chỉ là một cặp đôi cãi nhau vì chuyện tình cảm. Cô nàng dũng sĩ nói rằng hôm nay vì Moore may mắn nên mới bảo toàn được mạng sống. Emilia tuyên bố từ giờ trở về sau sẽ ám ma vương đến khi nào mà anh ta không còn tồn tại trên cái cõi đời nữa thì mới chịu buông tha. Quả nhiên tối đó Emilia đã tìm đến ma vương điện tồi tàn của Moore. Khác với bộ dạng của một chiến binh oai phong ở Estrella thì cô nàng dũng sĩ này có tính cách giống với một cô gái biến thái thích theo dõi con trai nhà nghèo hơn ấy. Emilia kể rằng trước khi vào cánh cổng dịch chuyển thì đi cùng với cô ấy còn có quan đại thần Oba. Nhưng vì cánh cổng đóng lại với một tốc độ khá nhanh nên là quan đại thần đã bị mắc kẹt lại ở Estrella. Đó là lý do tại sao cô nàng dũng sĩ chỉ có một thân một mình ở thế giới này. Sẵn tiện có một dũng sĩ ở đây nên là Moore liền tuyên bố kế hoạch thâu tóm thế giới loài người của mình, đó chính là bán hamburger ở McDonald's nhằm tích lũy tiền, địa vị xã hội và thuộc hạ để một ngày nào đó có thể thống trị Estrella một lần nữa. Ghê không mấy bạn. Kể từ ngày hôm đó, Emilia lúc nào cũng theo dõi hành tung của Moore để biết được anh ta đang âm mưu việc gì trong đầu. Nhưng những thứ mà cô nàng dũng sĩ nhìn thấy chỉ là một cuộc sống bình thường của hai thằng con trai nghèo kiết xác ấy. Không chịu từ bỏ, Emilia tiếp tục tìm đến Moore để làm phiền. Cô nàng dũng sĩ nói rằng nếu ma vương chấp nhận sống ở thế giới con người như hiện tại thì cô ấy sẽ không cần phải tốn công tìm cách tiêu diệt anh ta nữa. Tuy nhiên, Moore đã dõng dạc nói rằng chắc chắn một ngày nào đó ma vương ta đây sẽ gây ra sóng gió ở Estrella một lần nữa. Trong lúc trò chuyện thì hai người họ bị một thế lực bí ẩn nào đó tấn công. Vì không thể sử dụng ma thuật cũng như là thánh thuật nên là cả hai chỉ còn biết là vác chân lên cổ mà chạy chứ giờ làm gì được nữa đây. Việc bỏ chạy lấy người đã khiến cho Emilia làm rơi chiếc ví đựng tiền của mình nên là cô ấy chỉ còn cách là mặc giày đến xin ở nhờ người ta thôi chứ làm gì nữa. Một dũng sĩ lại được một ma vương giúp đỡ trong cái lúc hoạn nạn thế này đối với Emilia mà nói là một nỗi nhục ngàn năm không thể rửa sạch. Đúng là nhục nhã quá mà. Tập 3. Chiho, một cô gái dễ thương là đồng nghiệp với Mo tại cửa hàng đã mời anh ta đi hẹn hò để kể về chuyện động đất xảy ra tại nhà mấy hôm nay. Thực ra là cô nàng này đã nảy sinh tình cảm với ma vương trong khoảng thời gian làm việc chung, chứ động đất cũng chỉ là cái cớ mà thôi. Trong lúc làm việc, Emilia đã nhận được một cuộc gọi từ một kẻ lạ mặt bí ẩn. Hắn ta biết rõ cô ấy là một dũng sĩ ở Estrella, ngoài ra còn biết danh xưng của cô nàng dũng sĩ ở thế giới này là Yusa Emi. Ngoài ra, kẻ bí ẩn này cũng tự nhận hắn chính là người tấn công Emi và Mao vào tối hôm trước. Qua giọng nói thì cô nàng dũng sĩ biết được kẻ này là một ác quỷ. Nhưng không biết vì sao hắn ta lại có ý định tiêu diệt cả ma vương và dũng sĩ mặc dù họ chẳng còn ở Estrella nữa. Tên ác quỷ bí ẩn này đã đe dọa rằng sẽ còn nhắm đến Emi và Mao trong khoảng thời gian sắp tới. Vừa nhận được một cuộc gọi hăm dọa thì cô nàng dũng sĩ lại phải nhận một cuộc gọi làm phiền. Để chuộc lại con ngựa chiến Martin 107, Mao đã báo cảnh sát để nhờ Emi đến đồn cảnh sát bảo lãnh cho anh ta. Mặc dù rất tức giận nhưng mà Emilia cũng không quên cảnh báo ma vương về cuộc gọi của kẻ lạ mặt mới vừa nhận được. Cuộc hẹn hò giữa Mao và Chiho diễn ra ngay vào buổi chiều hôm ấy. Cô bé Chi thì rất là mong chờ vào cuộc hẹn hò này, nhưng có vẻ như ma vương chỉ coi Chiho là một cô em gái đồng nghiệp đáng mến. Emilia khi mà tan làm đã vô tình bắt gặp Asiya đang mờ mờ ám ám theo dõi ai đó. Không thể chấp nhận chuyện kẻ thống trị địa ngục là Satan dụ dỗ con gái nhà lành, cô nàng dũng sĩ đã ép buộc Asiya phải tiếp cận Mao để nghe lén cuộc hẹn hò bí hiểm này. Nhưng quả thật, ma vương chẳng hề có ý định xấu xa gì đối với Chiho. Cuộc nói chuyện giữa bọn họ chủ yếu chỉ toàn đề cập đến việc động đất cường độ mạnh thường xuyên xuất hiện ở nhà của bé Chi. Mao nghi ngờ rằng đây có thể được gọi là Etherkling, là một cách thức mà cư dân Estrella dùng để giao tiếp với con người ở thế giới khác. Để sử dụng kỹ thuật này cần phải bắn ra một tia năng lượng có tên là Sonar. Sonar được bắn ra sẽ tạo ra những vụ nổ ma lực. Rất có thể đây chính là lý do vì sao gần đây thành phố Sasayuka rất hay có động đất. Đang trò chuyện ngon lành thì hai ông bà nội kia vô phá đám à. Ngay đúng lúc Chiho định tỏ tình thì cô nàng dũng sĩ lao đến cắt ngang. Emi sẵn sàng hạ thấp nhân phẩm của Mao với mục đích là khiến bé Chi tránh xa tên ác quỷ này. Bất ngờ thay, Chiho không hề nghi ngờ Mao mà ngược lại còn cãi nhau tay đôi để bảo vệ cho cha nội ma vương. Cuộc trò chuyện càng thêm căng thẳng hơn khi mà bé Chi nói rằng Emilia là người yêu cũ của Mao. Lúc này, một cơn động đất với cường độ cực mạnh đột nhiên xuất hiện khiến cả khu vực hẹn hò bị sụp đổ. Chiho được Emi cứu mạng, cả hai người cũng đã giảng hòa sau khi giải quyết xong những hiểu lầm về vấn đề tình cảm. Để cô bé Chi không nhìn thấy hình dạng thật sự của ma vương nên cô nàng dũng sĩ đã dùng thánh thuật khiến cô bé tạm thời ngất đi. Không biết bằng cách nào đó mà Mao đã phần nào lấy lại được hình dạng thật của mình. Ngay lúc này, Emilia có thể dùng thánh kiếm để tiêu diệt ma vương,
nhưng cô ấy đã không làm vậy khi nhìn thấy anh ta dùng toàn bộ ma lực để cứu mạng con người. Tập 4. Rất lâu về trước tại Enstoila, Emilia có một người bố rất yêu thương cô ấy. Và một ngày nọ, linh mục của giáo hội Đại Pháp Thần xuất hiện. Nhìn thấy họ, bố của Emmy hiểu rằng đã đến lúc ông ấy phải rời xa cô con gái nhỏ của mình. Bởi vì Emilia là người duy nhất sở hữu sức mạnh có thể đánh bại được ma vương. Mẹ của Emmy là một thiên sứ nên cô ấy cũng sở hữu dòng máu ấy trong người của mình. Thế nhưng đó cũng là lần cuối cùng mà Emilia được nhìn thấy hình bóng của người bố. Khi cô ấy rời đi, không lâu sau đó đại nguyên soái ác quỷ là Lucifer đã dẫn đầu đoàn binh của mình tấn công ngôi làng. Bố của Emilia cũng đã mất tích trong vụ xâm lược ấy. Kể từ lần đó, Emmy luôn nuôi một nỗi hận thù to lớn đối với bè lũ của ác quỷ. Được thừa hưởng sức mạnh của một thiên sứ, Emilia có thể triệu hồi sử dụng thánh kiếm Betelheart. Cho đến hiện tại, Emmy đã thành công đánh bại ma vương và khiến anh ta phải chạy trốn sang thế giới khác để tẩu thoát. Tuy vậy, khi truy sát ma vương đến thế giới con người, Emilia dường như mất hết động lực để trả thù khi thấy anh ta quay xe 180 độ để trở thành một con người lương thiện. Mặc dù vụ động đất không gây thiệt hại gì về tính mạng con người, nhưng mà Mao cho rằng rất có thể kẻ địch vẫn đang quan sát. Mục tiêu mà bọn chúng đang nhắm đến lại chính là ma vương cùng với cô nàng dũng sĩ. Sáng hôm sau, Emilia lại một lần nữa đến nhà của Mao, nhưng không phải là để làm phiền mà là trả tiền lại cho anh ta vì đã giúp đỡ cô ấy lần trước. Vốn dĩ là một kẻ nghèo hèn đến tận cùng nên là ma vương đã vứt hết liêm sĩ của bản thân để nhận số tiền này. Cho thì mình nhận á, chứ mình không có xin nè. Vừa trả hết số nợ xong thì bà mắm này đi đứng kiểu gì để bị té cầu thang trong một bộ dạng khó coi. Cuối cùng lại phải nhờ cái địch không đội trời chung chăm sóc quan tâm chữa trị. Thế là Emilia lại tiếp tục phải mắc nợ cái thằng nghèo kiết xét kia một lần nữa. Trong lúc hai người họ đang cố gắng giải quyết hết mọi ân oán hiểu lầm thì Asia đưa cô bé Chiho về phòng. Như thế Mao cùng với Emmy lúc này không khác gì một cặp tình nhân đã khiến cho trái tim yếu đuối của cô bé Chi tan vỡ thành từng mảnh vụn. Chuyện càng phức tạp hơn nữa khi mà cái bà chủ trọ quái dị xuất hiện. Chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu mà cái bà ấy chỉ là một chủ trọ bình thường như bao người khác. Nhưng mà không, bà má mì Mikiti này bằng cách nào đó biết rõ về cách thức giao tiếp của Enstoila và Ideclin cùng với những vụ nổ ma lực Sona. Bà má mì chủ trọ cảnh báo cho Mao biết rằng rất có thể Chiho đang bị một kẻ nào đó nhắm tới. Nếu ma vương không xuất hiện thì chắc chắn tính mạng của cô bé Chi sẽ bị đe dọa. Tuy nhiên lời cảnh báo đã đến quá trễ. Chiho trong lúc buồn bã lang thang trên đường thì gặp được một gã đàn ông bí ẩn. Trên lưng hắn ta có một đôi cánh màu đen tuyền của ác quỷ. Dù chỉ mới nhìn thấy nhưng mà Mao đã nhận ra thông qua ma lực của hắn ta, kẻ lạ mặt đe dọa ma vương cùng với dũng sĩ mấy hôm vừa qua chính là đại nguyên soái ác quỷ Lucifer. Tập 5. Bằng cách nào đó mà Lucifer vẫn sống sót sau khi bị Emilia đâm thánh kiếm xuyên qua ngực khi mà còn ở Enstoila. Là ma vương, Mao dễ dàng nhận ra lý do thuộc hạ của mình còn sống sót là nhờ vào sự trợ giúp của một trong 6 quan đại thần của giáo hội Đại Pháp Thần. Bất ngờ hơn hết, ông ta lại là Ova, người đáng lẽ ra đi cùng với Emilia đến trái đất để hỗ trợ cho cô ấy. Lão già này vì không muốn dũng sĩ bành trướng uy quyền sau khi đánh đuổi được ma vương nên đã âm mưu xóa sổ Emmy để cướp lại quyền lực. Oba còn lấy việc đưa Lucifer quay trở lại thiên đường để lôi kéo hắn nhập bọn vì vốn dĩ Lucifer từng là một thiên thần sa ngã bị đuổi khỏi thiên đường. Nhưng toàn bộ kịch bản của lão già này hoàn toàn bị ma vương nắm thóp trong cái lòng bàn tay. Lợi dụng lúc nhóm Mao mất tập trung, Lucifer đã dùng ma thuật tấn công khiến cho Asia bị trọng thương. Không dừng lại ở đó, hắn tiếp tục ra đòn để có thể tiêu diệt ma vương cùng với dũng sĩ một lúc. Với lượng sức mạnh yếu ớt hiện tại thì Mao và Emilia chỉ còn cách là bỏ trốn để bảo toàn tính mạng. Lý do Lucifer có thể sử dụng được ma thuật ở thế giới này là nhờ vào việc hấp thụ những cảm xúc tiêu cực của con người. Càng thể hiện sức mạnh ác quỷ cho con người thấy thì hắn ta lại càng hấp thụ được nhiều sức mạnh. Mao nói rằng dù có thể nhấn chìm thế giới này bằng tuyệt vọng và hấp thụ năng lượng đó để trở về Enstoila, nhưng anh ta không muốn dùng cách thức đó bởi ma vương không muốn gây rắc rối cho một thế giới đã giúp đỡ anh ta hết mình. Nói thì hay lắm nhưng mà rốt cuộc Mao cũng phải nhận vô số vết thương một cách thảm hại do kẻ địch gây ra. Ma vương đã dùng toàn bộ lượng ma lực cuối cùng dịch chuyển đến gần một nhà ga có cư dân đông đúc để lánh nạn. Dù là vậy, Lucifer lẫn Opera vẫn đuổi kịp bọn họ trong phút chốc. Không để cho Mao có cơ hội chạy thoát một lần nữa, thiên thần sa ngã đã tung ra một đòn chí mạng xuyên thủng qua ngực của người từng là chủ nhân của mình. Cuối cùng, để hoàn thành khế ước, Lucifer đã dùng sức mạnh nhấn chìm toàn bộ con người có mặt tại đó vào nỗi tuyệt vọng. Thiên thần sa ngã không ngờ rằng toàn bộ mọi chuyện đang diễn ra đều là kế hoạch của ma vương Sata. Mao đã cố tình dịch chuyển đến nơi đông đúc cư dân với mục đích là hấp thụ cảm xúc tiêu cực từ bọn họ khi Lucifer gây loạn. Tuy bản thân đã quay trở về hình dạng thật sự nhưng Ma Vương vẫn cần sự trợ giúp của Emilia để đối đầu với thiên thần sa ngã và quan đại thần. Ngay lập tức cô nàng dũng sĩ kích hoạt thánh pháp khí để chiến đấu với Lucifer.
nhưng cô ấy vẫn bị lép vế hơn do dũng sĩ không thể hấp thụ sức mạnh từ cảm xúc tiêu cực được. Là một ác quỷ, Asia cũng đã hồi phục và quay trở về hình dạng của đại nguyên sói ác quỷ Asheo để hỗ trợ cho Emilia. Không chấp nhận đóng vai phụ, sau khi giải quyết xong đống đất đá mà Lucifer gây ra, Ma Vương Satan cũng đã nhập cuộc. Chỉ bằng một cái liếc mắt mà Mao đã khiến một quan đại thần là Aura bị đánh bại. Còn về thiên thần sa ngã, hắn cũng đã phải nhận một cái kết thích đáng khi dám phản bội chủ nhân. Chứng kiến toàn bộ sự việc từ đầu đến đuôi không hề làm cho Jiho cảm thấy sợ hãi, ngược lại tình cảm của cô bé này dành cho Ma Vương càng nhiều hơn trước. Hai người đồng đội của Emilia ở Enstor Ila là Emerara và Olbert đã xuất hiện. Đồng đội này mới là đồng đội tốt nè, đợi mọi chuyện được giải quyết xong xuôi mới chịu có mặt, chơi vậy chắc bền dữ á hen. Để chịu trách nhiệm cho việc Lucifer phá hủy lung tung, Mo đã dùng toàn bộ ma lực bản thân vừa mới hấp thụ để sửa chữa lại cơ sở vật chất cho con người quay trở về trạng thái ban đầu. Đồng nghĩa với việc đó Ma Vương sẽ tiếp tục đi làm thêm để đạt được mục đích thâu tóm thế giới con người. Tập 6. Lúc này ở Enstor Ila đang bắt đầu hỗn loạn và việc quan đại thần Orba tuyên bố bỏ đạo. Còn các dũng sĩ như Emilia, Emerara và Olbert thì đang có những hành vi mờ ám. Chính vì thế mà giáo hội Đại Pháp Thần đang toan tính một kế hoạch bí hiểm nào đó để dập tắt cơn hỗn loạn này. Còn về phía phe phái của ác quỷ, dù Lucifer đã có tội trong việc làm phản nhưng mà Mao vẫn không trừng phạt hắn ta, ngược lại còn cho phép tên thiên thần sa ngã này trở thành một thành viên mới trong gia đình nghèo nàn của mình. Kinh tế gia đình tuy khó khăn chút á, nhưng mà Asia cũng đã cắn răng cắn cỏ mua cho Lucifer một chiếc máy tính để hắn có thể an vị tại nhà mà không phải ra ngoài gây rối. Đổi lại Lucifer phải tìm kiếm tất cả thông tin liên quan đến ma thuật hiện hữu trên thế giới cho Ma Vương. Mao, sau một năm làm việc ở thế giới con người, cuối cùng cũng đã thăng tiến lên đến vị trí quản lý ca. So với kế hoạch thâu tóm trái đất mà nói thì vẫn còn xa lắm cưng ơi, mơ đi hèn. Một tai họa kinh hoàng đã tìm đến Ma Vương khi anh ta trở về nhà sau một ngày làm việc dài mệt mỏi. Hai đại nguyên sói ác quỷ dưới trướng của Ma Vương dường như đã trúng phải một tà thuật gì đó rất mạnh mẽ. Sau khi tra hỏi Asia thì Mao nhận ra thứ khiến hai thuộc hạ của mình sống dở chết dở chính là tấm hình của bà chủ nhà mặc một bộ bikini bốc lửa. Thằng cha Ma Vương cũng thích ra vẻ như không có gì lắm, trước khi đề cập đến tấm hình thì ba này cũng tìm cách đánh chống lãng để khỏi phải trúng tà thuật. Lucifer được Mao ban cho cái tên là Urushihara để che giấu thân phận ở thế giới loài người. Nhiệm vụ của anh ta là hacker chuyên ăn bám của Ma Vương Điện. Sau khi tra cứu trên mạng thì khứa thiên thần sa ngã nói rằng có một địa điểm khả nghi sở hữu một lưu lượng ma lực cực lớn. Dựa theo định vị thì nơi đó chính là trường học của Cho. Để tìm hiểu rõ hơn về nơi này, Mao đã tìm đến cô bé Chi làm hướng dẫn viên để đột nhập vào trường học vào buổi tối hôm đó. Được biết nơi này có rất nhiều truyền thuyết kinh dị, nhất là căn phòng bí ẩn từng có một nữ sinh bị mất tích. Đường đường là một ma vương thống trị địa ngục nhưng khi nghe đến câu chuyện này đến Mao cũng phải đái ra máu á. Ban đầu chỉ có mỗi Asia và Mao tham gia vào cuộc tìm kiếm này, nhưng hả cứ chuyện nào mà liên quan đến cái thằng ma vương là cái bà mắm nhiều chuyện Emilia có mặt tại đó liền. Chuyện cũng đã đành, Mao chỉ còn cách là cho Emmy đi theo chứ không nhỏ mà điên lên thì ma vương cũng phải chết trong cái bộ dạng khó coi ấy. Cả đám nhanh chóng tiến đến phòng học bị niêm phong, nhưng bất ngờ thay trong phòng toàn là những vật dụng vừa mới được sử dụng gần đây. Ở trên sàn có một chiếc máy chơi game của một thằng khứa rảnh rỗi bí ẩn nào đó. Lúc này Mao nhận được cuộc điện thoại của hacker xuyên lục địa Akka Lucifer. Đến tầm này thì không còn nghi ngờ gì nữa, cái thằng thiên thần sa ngã kia chỉ lừa nhóm ma vương đến lớp học bỏ hoang này với mục đích là lấy lại chiếc máy chơi game mà khứa bỏ quên thôi. Chuyện kinh dị vẫn chưa dừng lại ở đó đâu nha mấy bạn. Không biết vì bất cẩn kiểu gì mà Mao đã phải nhìn thấy tấm ảnh bà chủ trọ mặc bikini. Ta nói là xùi bà nó bọt mép ra ngoài phải đi cấp cứu ngay và luôn ấy. Tập 7. Một cô gái lạ mặt tên là Suyuno đã chuyển đến ở cạnh phòng của cái đám quỷ nghèo kiết xác này. Không chỉ xinh đẹp mà cô gái này còn dịu dàng trong cách nói chuyện với Mao và các thuộc hạ. Một cô gái xinh đẹp như thế này bỗng dưng xuất hiện thì chắc chắn là phải có vai trò quan trọng gì đó luôn nè. Emilia đã tự tin hơn khi ở trái đất nhờ có sự trợ giúp của cô bạn thân Emerara. Nếu ác quỷ có thể thu thập ma lực từ cảm xúc tiêu cực của con người thì giờ đây cô nàng dũng sĩ đã có thể bổ sung thánh pháp khí từ nước uống tăng lực được người bạn thân chế tạo. Thời khóa biểu định kỳ của Emilia ngoài việc đi làm ra thì còn phải theo dõi căn cứ của Mao bất cứ khi nào cô ấy rảnh rỗi. Tận mắt chứng kiến một cô gái lạ thân thiết với Lucifer làm cho cô nàng dũng sĩ nghi ngờ rằng cô nhóc đó là một ác quỷ khác dưới chướng Mao. Vì không muốn để mất thông tin quan trọng nào từ phe ác quỷ nên là Emilia đã lén lút nghe trộm cuộc nói chuyện của bọn họ. Hậu quả cho những chuyện mờ ám là những cái kết vô cùng khó coi. Mốt chừa những cái con mắm này báo hại anh ma vương của tôi bị đòn oan ức à. Nhìn thấy Suyuno bỗng nhiên trở thành nữ công gia chánh của cái đám nghèo rớt mồng tơi này làm cho Emilia sợ rằng cô nàng này sẽ lại nảy sinh tình cảm với ma vương giống như cô bé Chiho.
Chính vì để điều này không xảy ra, cô nàng dũng sĩ đã thẳng thắn khuyên nhủ Suyuno. Ai mà ngờ đâu cái cô nhóc nữ công gia chánh này lại lầm tưởng rằng thân phận của cô ấy đã bị bại lộ. Suyuno còn ngưỡng mộ hết mực khi Emilia biết chính xác cô ấy là người được Estrella được cử đến đây để theo dõi nhất cử nhất động của ma vương. Hai mắm này đâu có biết thứ mà hai mẻ nghĩ trong đầu hoàn toàn khác nhau đâu. Tuy nhiên, dù rằng khác phe với nhau nhưng Suyuno vẫn chăm sóc cho Mao cứ như là một cô vợ ngoan hiền chăm sóc cho người chồng vậy ấy. Bé Chi nó mà biết được là ta nói số dách ông địa ông thần tài luôn á nha, quýnh lộn tới bến luôn á. Quả nhiên khi Chiho nghe được việc đó, có một cô nàng phong cảnh bên làm cơm cho Mao ăn thì liền nổi cơn thanh bành lên. Nhưng đã xác thực thì cô bé nắm luôn cần phải tận mắt chứng kiến hộp cơm được làm theo phong cách nào cái đã. Ở tầng đầu tiên của họp Bento thì thức ăn được sắp xếp rất chỉnh chu. Điều này càng khiến cho Chiho càng thêm lo lắng tột độ. Cho đến khi nhìn thấy tầng thứ hai thì trái tim mỏng manh của bé Chi đã bị bóp nát với một lực lên đến hàng triệu tấn. Tối đó khi Emilia mua đồ tại một cửa hàng tiện lợi đã bị một tên trộm bịt mặt nhắm mắt, ở lòng bịt mặt nhắm đến. Không biết tên trộm này sở hữu loại sức mạnh gì nhưng chiêu thức của hắn ta bằng cách nào đó đã vô hiệu hóa được tánh kiếm của cô nàng dũng sĩ. Nếu không nhờ có anh chàng nhân viên cửa hàng tiện lợi giúp đỡ thì e rằng Emilia đã bị hắn ta loại bỏ. Thêm một gã tấu hề khác lại xuất hiện. Cùng đón xem diễn biến ở tập tiếp theo nào. Tập 8. Vì muốn biết đích danh người nấu ăn cho Mao là ai, Nigel đã nhờ Emilia trợ giúp. Hai người họ cùng nhau đến nhà của Ma Vương để thưởng thức một bữa ăn thân tình bằng hữu, thấm đậm tình yêu thương hơn hết nữa là đầy hương vị của sự ghen tuông. Khi nghe Suyuno không có việc làm, Mao đã mời cô nhóc trở thành một nhân viên của McDonald's. Ai trong bữa ăn cũng nhận ra lời đề nghị này sẽ khiến cho Chiho thêm buồn phiền, vậy mà có mình cha nội Ma Vương này là vẫn vô tư không biết gì hết đấy. Không để cho mọi tình địch có thể tiếp cận gần hơn với người mà mình yêu, cô bé Chi đã tranh thủ lúc Mao đưa về nhà nhanh chóng thổ lộ tình cảm của mình cho anh chàng Ma Vương biết, cho dù biết rằng sẽ có thể không nhận được lời hồi đáp. Bà nội nó, đang lúc thấm đượm tình cảm thì cái bà mắm Suyuno chen ngang láng xẹt vậy. Vì quá quê nên là Chiho không thể kiểm soát được hành động xu luôn con ngựa chiến Martin 107 của anh Ma Vương mất tiêu luôn. Giờ tới cái chuyện bà nhỏ Suyuno đi mua sắm với Emilia nó còn láng xẹt hơn nữa nè. Lúc này thì hai đứa nó mới ngộ ra là từ lúc gặp nhau tới giờ thì toàn là hiểu lầm chứ làm gì có chuyện bà mắm Emmy đoán được chuyện như nhìn trước được tương lai. Không còn gì để giấu nên là Suyuno cũng đã quyết định tiết lộ thân phận thật sự của mình. Ở Estrella, tên của cô ấy là Christia Pell, người giữ chức vụ quan thẩm vấn đứng đầu của hội thẩm vấn đính giáo. Mục tiêu của Suyuno khi đến thế giới này đó chính là muốn hợp tác với Emilia cùng đánh bại Ma Vương. Thế nhưng cô nàng dũng sĩ đã nhanh chóng từ chối lời đề nghị này ngay tức khắc bởi vì Emmy muốn người tiêu diệt Ma Vương phải chính là bản thân của cô ấy. Kể từ khi Mao trở thành trưởng ca, kèm theo việc có một cửa hàng Kentucky cạnh tranh đối diện lượng khách của McDonald's giảm sút một cách trầm trọng. Quản lý của cửa hàng là Kisaki đã đe dọa Mao nếu anh ta để thua đối thủ thì sẽ phải chuyển công tác đến một nơi vô cùng lạnh giá. Theo định vị thì tôi đoán vị trí đó là trái tim của mấy bạn FA fan của AL đó, Liliu. Vì Kisaki đi công tác nên là Mao tạm thời trở thành chủ tiệm. Nhưng ngày đầu tiên tiếp khách vô cùng khắc nghiệt khi phải gặp một cái thằng nắm lùn đầu xanh biến thái chuyên trêu chọc phụ nữ vào mở hàng. Chuyện đã đến nước này thì Ma Vương chỉ còn cách là nhờ Asia thăm dò lãnh địa lẫn chiến thuật của đối thủ cạnh tranh Kentucky. Tập 9, Rika, cô bạn đồng nghiệp của Emilia rất hăng hái khi muốn giúp cô nhóc Suyuno đi đánh ghen để trả thù việc Mao đối xử tồi tệ với phái nữ. Cái này là do cái bà tướng nhiều chuyện kia tự chế ra thôi nha. Mặc dù cho Ma Vương có tệ thiệt nhưng mà cũng đâu có tới mức cặn bã như thế đâu, oan ức dễ sợ. Địa điểm mà cô nàng Rika lựa chọn để họp bàn chiến thuật là quán gà rán Kentucky. Nhưng khi vào đến quán thì Suyuno lật mặt như lật bánh tráng cho rằng Mao là một anh hàng xóm tốt bụng. Còn về Emilia, khi được hỏi về cảm xúc đối với Mao, cô ấy đã không ngần ngại sỉ nhục Ma Vương bằng đủ loại từ ngữ dơ bẩn nhất có thể. Là một thuộc hạ trung hành của Ma Vương, Asia không thể để kẻ địch có thể nói gì nói với chủ nhân của mình được. Trong lúc Mao đang nhẫn nhịn chờ thông tin từ thuộc hạ để giải cứu Hamburger đang bị ế thì thằng Asia lại đi cãi tay đôi với phụ nữ nhằm vớt vát lại thanh danh cho chủ nhân của mình. Chính vì thế mà đại nguyên soái nội trợ của Ma Vương Điện đã vẽ ra một câu chuyện vô cùng hấp dẫn về mối thù chuyên kiếp giữa Mao và Emi Chorika nghe. Chuyện là trước kia, khi Asia cùng với chủ nhân điều hành một công ty bất động sản thì gặp được Emmy là nhân viên của công ty cạnh tranh. Ban đầu công ty làm ăn rất thuận lợi cho đến khi Emilia trúng thầu một kế hoạch xây dựng cực lớn. Tập đoàn Mao nhanh chóng bị phá sản không lâu sau đó. Do đường đời đưa đẩy, Asia cùng với chủ nhân đã phải chuyển đến căn trọ nhỏ ở Sasayuka để tìm kế sinh nhai. Lâm vào cảnh thân tàn ma dại nhưng Emmy vẫn không chịu buông tha và vẫn hay thường xuyên lui tới căn trọ nhỏ của Mao để làm phiền.
Thế nhưng ý chí cầu tiến của Mo là vô tận, anh ta tìm đến cửa hàng McDonald để lập nghiệp. Sau một năm, người đàn ông tài năng ấy đã tiến đến vị trí trưởng ca của cửa hàng. Asia tin rằng một ngày nào đó tập đoàn Mo sẽ một lần nữa vươn tới đỉnh cao. Câu chuyện của Asia bị đặt ra là vậy đó mọi người. Câu chuyện có chứa đầy tình huống bi chén hào hùng khiến phần lớn người điếc phải rơi nước mắt không ngừng. Nghe được câu chuyện này cũng đã khiến cho Rika thay đổi hoàn toàn suy nghĩ về người đàn ông có tên là Mo. Ngay khi có được thông tin của đối thủ Santoki từ Asia thì Mo ngay lập tức vạch ra những chiến lược mới cho McDonald, nhưng mà những chiêu trò này của anh chàng Ma Vương cũng chẳng khiến cho cửa hàng khá hơn là bao nhiêu. Không vì thế mà bỏ cuộc, Mo liền nghĩ ra cách trang trí để cho quán ăn có không khí lễ hội một tí. Quả nhiên chỉ bằng một cành trúc mà Ma Vương đã có thể lôi kéo được một lượng lớn khách hàng hiếu kỳ. Ây da, làm quản lý dễ vậy ta. Sau hồi đó anh làm mà quản lý Lotteria nó khó khăn quá vậy ta. Hay, đúng là mình đi thu âm là đúng mà. 80. Sau màn thể hiện xuất sắc của mình khi đảm nhận chức vụ cửa hàng trong một ngày, Kisaki đã cử Mao đến chi nhánh ở công viên Fushima để trợ giúp cho cửa hàng McDonald tại đó. Theo lời của chị chủ cửa hàng thì công viên Fushima chuẩn bị khai trương hội chợ và khu giải trí mới nên là McDonald cần có những nhân viên ưu tú như Mao hỗ trợ. Qua những thông tin mà Lucifer điều tra trên mạng thì ở công viên Fushima còn có triển lãm trưng bày hơn 300 loài bò sát khác nhau. Ngoài ra, khu giải trí có một căn nhà ma được cho là đáng sợ nhất Nhật Bản. Với một nơi lý tưởng như thế thì Ma Vương sẽ có thể hấp thụ rất nhiều cảm xúc tiêu cực nhằm gia tăng sức mạnh. Shiho vì muốn được ở gần Mao nên đã rủ rê Emilia cùng đi hội chợ. Suyuno, ngay khi nghe được đến việc Ma Vương định thu thập ma lực ở công viên Fushima, liền báo cho cô nàng dũng sĩ biết và quyết định sẽ đi theo để chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Mọi việc ở công viên Fushima diễn ra vô cùng thuận lợi đối với Mao. Đáng lẽ ra là có Asia đi cùng, nhưng mà vì tối hôm qua anh ta đã ngốn hết đống mì udon hết hạn vào bụng nên đã bị ông Tào Tháo rượt liên tục từng phút từng giây. Quay trở lại với những cô gái thôi nào, vì tò mò nhà ma kinh dị nhất Nhật Bản đáng sợ như thế nào, Chiho, Emi cùng với Suyuno đã chơi trò thử thách lòng gan dạ. Kết quả là đến cả một dũng sĩ diệt ác quỷ như Emilia cũng không tránh được việc phải vắt giò lên cổ mà chạy. Hết chơi nhà ma, mấy má liền kéo qua chơi triển lãm bò sát. Trong lúc đang đi dạo thì Emmy đã vô tình chạm phải một anh nhân viên và khiến chìa khóa của anh ta rơi xuống đất. Đúng lúc này, một con khỉ tại rạp xiếc gần đó tìm được sâu chìa khóa khi chạm mặt với nhóm ba cô gái. Tôi tệ thay, sâu chìa khóa ấy lại chính là chìa khóa lòng của những con cá sấu bên trong khu triển lãm. Hàng loạt con cá sấu sổng chuồng khiến cho mọi người bên trong khu giải trí hoảng loạn hơn bao giờ hết. Để ngăn chặn chuyện này, Ma Vương liền hấp thụ toàn bộ cảm xúc tiêu cực của những du khách đang hoảng loạn nhằm gia tăng sức mạnh cho bản thân. Tuy nhiên, Mao không dùng sức mạnh đó để làm việc ác. Anh ta đã giải phóng sức mạnh ấy để triệu gọi những con cá sấu về một chỗ nhằm ngăn chặn tình trạng hoảng loạn ở công viên giải trí. Chứng kiến mặt tốt này của Mao càng khiến cho Suyuno càng thêm bối rối vì cô ấy được cử đến thế giới này để tiêu diệt Ma Vương mà. Bây giờ nó tốt quá thì sao đây? Một ngày dài đã trôi qua từ sau vụ việc ở công viên Fushima, nhưng Asia vẫn bị cái ông Tào Tháo rượt đến tận bây giờ luôn. Tội nhỏ ghê chưa? Lợi dụng lúc đại nguyên soái ác quỷ đang bị giam cầm ở toilet, Lucifer để lén dùng tài chính của gia đình để đặt mấy món hàng tào lao trên mạng. Nhưng vì bị tiêu chảy bón hành nên là Asia cũng chẳng còn sức lực để trừng phạt cái thằng ăn không ngồi rồi kia nữa à. Đúng là cái bọn chuyên gây hại mà. Tập 11. Căn nhà của mấy cái thằng đổ nghèo khỉ này nó vốn dĩ chật chội rồi, mà cái bà chủ nhà còn chơi đặt hàng Shopee cả lô về và để nhờ trong căn phòng rộng 6 chiếu của tụi nó nữa. Không những vậy mà bà Mikiti còn nhờ Mao ra hỗ trợ bán hết số hàng đó giúp bà. Đúng là không có liêm sỉ mà. Trong lúc đó thì việc gặp gỡ người đàn ông lạ mặt vài hôm trước đó khiến cho Suyuno trở nên lo lắng hơn bao giờ hết. Cô ấy nhớ về quá khứ của mình khi còn ở Estella. Khi ấy dưới cái tên là Ristia Bell, đôi tay của cô đã nhuốm máu rất nhiều người nhân danh giáo hội. Cho đến hiện tại, Suyuno vẫn chưa từng sống theo những gì mà bản thân của cô ấy mong muốn. Cuộc đời của cô nàng này sinh ra chỉ để phục vụ cho giáo hội, cho dù mục đích của họ là giết người đi nữa. Để biết được vị trí của Emilia, Lucifer đã âm thầm gắn một con chip theo dõi vào túi sách của cô ấy. Chuyện này mà để cho bà mắm đó biết thì đến răng ăn cháo thiên thần sa ngã cũng không còn, chứ đừng nói đến những bộ phận khác ấy. Để tống khứ cái đống đồ mà bà chủ đặt từ Shopee về, Mao đã nhờ đến sự trợ giúp của cô bé Chiho, Emmy và cả Suyuno. Thôi đó, khi dọn toàn bộ số hàng ra chợ đêm thì cô nàng nữ công gia chánh lại một lần nữa gặp mặt kẻ lạ mặt kia. Hắn ta cũng như bao người khác ở giáo hội, mục đích xuất hiện của tên lạ mặt này là để ra lệnh cho Suyuno giết chết Ma Vương trước khi anh ta kịp lấy lại sức mạnh vốn có. Ngay khi nhận lệnh từ cấp trên, cô nàng nữ công gia chánh đã thẳng thắn khuyên can Chiho đừng dính dáng gì đến Mao nữa. Nếu cô bé vẫn cố chấp dây vào một kẻ như thế thì sẽ không có một kết cục tốt đẹp. Tất nhiên Chiho không đồng ý với yêu cầu này của Suyuno.
Ngay cả một dũng sĩ như Emilia cũng nói tốt cho Mao sau khi chứng kiến anh ta làm rất nhiều việc tốt. Nhưng đối với một người coi việc tiêu diệt ma vương là nhiệm vụ như cô nàng nữ công gia chánh thì lại khác. Khi biết Chiho không có ý định hợp tác, Sunyo đã định xóa hết toàn bộ ký ức của cô bé về ma vương, nhưng Emmy đã đứng ra bảo lãnh cho cô bé Chi ngay sau đó. Kế hoạch khuyên nhủ cô nàng nữ công gia chánh vừa thất bại thì kẻ bịt mặt từng tấn công Emmy lại xuất hiện. Bất ngờ thay, hắn ta lại chính là tên biến thái từng làm việc ở cửa hàng Santoki. Nghe đến kỹ năng của tên biến thái dở hơi này là đọa thiên tà nhãn quang, cô nàng dũng sĩ liền nhận ra hắn ta chính là một thiên sứ. Mục tiêu của gã biến thái này không chỉ có mỗi tiêu diệt ma vương, mà ngay cả thanh thánh kiếm Battle Hawk của Amy cũng nằm trong kế hoạch của hắn. Biết được Chiho đang gặp nguy hiểm nên là Mao đã nhờ Lucifer xác định vị trí của chiếc máy định vị gắn trên túi sách của Emilia và ngay lập tức lao đến đó trên con chiến mã của mình. Tập 12. Tình trạng đi tiêu chảy kéo dài khiến cho Aseya phải nhập viện cấp cứu. Vì sợ hao tổn nguyên khố nên là đại nguyên sói ác quỷ Kim nội trợ đã tìm cách trốn về nhà. Nhưng chưa kịp rời khỏi bệnh viện thì Aseya đã bị Oba bất thình lình đâm lén từ phía sau. Emilia hoàn toàn thất thủ khi phải đối đầu với đại thiên sứ Saruel. Hắn ta không những tra tấn tinh thần bằng cách bắt Chiho làm con tin mà còn tra tấn thể xác của Emi bằng những chiêu thức cực tàn bạo. Ngay khi nhận thức ma vương đang tiến vào kết giới do bản thân tạo ra, Saruel đã ra lệnh cho Suyuno nhanh chóng đi tiêu diệt anh ta. Vì dùng toàn bộ sức mạnh để phá vỡ kết giới nên là Mao đã phải rơi vào thế bất lợi khi phải đối đầu với cô nàng nữ công gia chánh. Phải chịu đau đớn khi con ngựa chiến bị đập nát nhưng mà vẫn không quên cởi bộ đồng phục đáng tự hào của Macrono ra để có thể toàn tâm toàn ý chiến đấu mà không phải sợ vấy bẩn công việc của chính mình. Ma Vương cũng tiết lộ rằng anh ta và thuộc hạ hoàn toàn biết thân phận của Suyuno khi cô ấy vừa mới chuyển đến khu trọ. Nhưng vì tin tưởng cô ấy có thể trở thành một người bạn tốt với Emilia và Chiho, Nemo đã giả vờ như chưa biết gì. Thông qua những lời giáo huấn đó, dường như Suyuno đã thay đổi ý định. Nhưng để Mao có thể đánh bại được một đại thiên sứ trong tình trạng này thì là điều hoàn toàn không thể, bởi sức mạnh của Sorrel sẽ càng thêm mạnh hơn khi tiến gần đến mặt trăng. Oba sau khi đâm lén Aseya đã tìm đến chỗ của Lucifer với ý đồ dụ dỗ cái thằng ăn không ngò rò này quay trở về thiên đường như lần trước. Emilia cảnh báo Sorrel rằng nếu hắn ta dám động một ngón tay đến cô bé Chiho thì Ma Vương nhất định sẽ rất tức giận. Quả nhiên Mao không hề bỏ chạy mặc dù biết Sorrel lúc này mạnh hơn anh ta rất nhiều. Tuy nhiên, chỉ có gan dạ thôi thì không thể chiến thắng, Ma Vương bị Đại Thiên Sứ dần cho một trận sức đầu mẻ chán. Để tăng sức mạnh cho Đại Thiên Sứ, Ova liền dùng thánh thuật của ông ta kéo mặt trăng tiến gần hơn đến trái đất. Đây cũng là kế hoạch của Lucifer. Nhờ sự kiện này mà toàn bộ người dân của Nhật Bản bị hoảng loạn. Với số lượng lớn cảm xúc tiêu cực đó thì chuyện lấy lại sức mạnh của Ma Vương chỉ là một sớm một chiều. Sau khi đạt được ý định, Lucifer đã hạ gục Ova nhằm khiến sức mạnh mặt trăng của Sorrel bị suy yếu. Thiên đường so với thiên thần xa ngã mà nói thì cũng không bằng căn phòng rộng 6 chiếu có internet miễn phí thì ngu gì không phục vụ cho Ma Vương cơ chứ. Không còn được cung cấp sức mạnh, Sorrel lúc này không khác gì một món đồ chơi cho Mao tiêu khiển. Thậm chí Ma Vương còn thảnh thơi đến mức vừa chiến đấu với đại thiên sứ vừa chăm lo cho đối thủ chuyên kiếp là Emilia nữa cơ. Để kết thúc trận chiến, Mao triệu hồi thanh kiếm của kẻ thống trị địa ngục và giáng một đòn siêu khủng khiếp về phía Sorrel. Chuyến này thì có mấy anh đạo tì xuống cũng không khiên nổi cho đại thiên sứ này đâu. Tập 13. Sau vụ việc tối hôm trước, Mao đã dùng hết toàn bộ số ma lực còn lại để sửa chữa lại những tòa nhà bị phá hủy, cùng với đó là mở cánh cổng về Enstroila để đưa cha tiên sứ dơ sòm kia về đúng nơi ở của mình. Nhưng không biết bằng cách nào mà Sorrel lại xuất hiện bên trong kho đông lạnh của Macrono. Nhìn thấy Kisaki khi vừa tỉnh lại, tên đại thiên sứ dơ sòm này tin rằng đã tìm thấy tình yêu của cuộc đời mình. Chắc là bị nhốt trong kho đông lâu quá nên là đầu óc bị chạm mạch nè. Chứ làm gì có cái thằng nào vừa mới bị đánh xong mà yêu đời tới dữ vậy? Một buổi tối nọ, Emilia đột nhiên nằm mơ thấy Ma Vương đã thành công thống trị được thế giới loài người. Chính vì thế nên cô nàng dũng sĩ quyết định là sẽ theo dõi Mao một cách gắt gao hơn. Thế nhưng, lúc đến căn nhà tồi tàn rộng 6 chiếu của đám ác quỷ thì Emi đã thay đổi suy nghĩ khi nhìn thấy hoàn cảnh tệ hại của Ma Vương. Đột nhiên Aisha nói rằng anh ta cần đi về quê trong ít ngày tới. Dựa theo thái độ của anh ta thì chuyện này có vẻ rất quan trọng. Điều này làm cho Emilia tin rằng Mao đang hoàn tính một âm mưu nào đó. Ngày hôm sau, cô nàng dũng sĩ lại tiếp tục theo dõi nhất cử nhất động của Ma Vương Điện và phát hiện nhóm của Mao mua hàng hóa với một số lượng rất lớn. Lo lắng về việc giấc mơ thống trị của Ma Vương sẽ thành hiện thực, Emilia đã cùng với Chiho bám đuôi Mao để xem anh ta đang lên kế hoạch cho chuyện gì. Bất ngờ thay, thứ đập vào mắt bọn họ là một chuyện chưa từng có trong tiền tạ. Có thằng Ma Vương nào thống trị địa ngục mà phải đi phụ hộ để kiếm tiền trang trải cuộc sống hay không cơ chứ? Cũng không còn gì để giấu, Mao tiết lộ rằng anh ấy phải đi làm thêm để kiếm tiền thanh toán cho hai chiếc máy tính phát tín hiệu mà Lucifer đã đặt mua trên mạng. Thằng quỷ kia hết báo nhà, tới báo cửa, giờ tới báo chủ nhân phải đi làm cu ly luôn kìa mày.
Bấy nhiêu đó vẫn chưa đủ, trong lúc Moreover Asia vắng nhà thì cái thằng Lucifer lại tiếp tục bị người ta lừa mua hàng trên mạng với tổng trị giá là 128.000 yên. Theo những gì Emilia biết được thì công ty bán hàng cho báo chúa là một công ty lừa đảo. Nếu không tìm được cách giải quyết thì tương lai Ma Vương phải đi làm dài hạn để trả số nợ 128.000 yên kia rồi đó. Đúng là cái thằng thiên thần sa ngã này ăn không rồi báo mà. Khi đến tận công ty để giải quyết vấn đề thì ôi dồi ơi, lường cái thằng Asia lại đang làm thêm cho cái công ty lừa đảo này. Tính ra là người nhà dụ dỗ người nhà mọi người. Hay già đúng là đa cấp đây mà. Cũng nhờ là một người am hiểu về luật lệ ở thế giới con người Emilia đã giúp đỡ những con đổ nghèo khỉ này trả lại số hàng bị lừa ấy, cùng với đó là giúp mối quan hệ hòa bình giữa ác quỷ và dũng sĩ có thể tiến triển hơn. Vậy là phần 1 của Ma Vương đi làm cho qua cũng nhẹ nhàng rồi đó các bạn ơi. Nếu mà cảm thấy hay thì hãy comment nhiệt tình vô ngang để tụi mình tiếp tục chuyển luôn cái season 2 của phần này nè. Còn bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại mọi người ở video season 2 của phim này nghe. Tạm biệt mọi người.